Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Arbitrum không có nhiều biến động trong 24 giờ qua. Giá đang trải qua một đợt điều chỉnh sau khi tăng lên mức cao nhất là $0.63 vào ngày 24 tháng 8. Với nguồn cung lưu hành là 3,5 tỷ token ARB, vốn hóa thị trường hiện tại là hơn $2 tỷ. Nhà phân tích Captain Firebeak lưu ý, ARB hiện đang di chuyển trong kênh giảm dần. Hiện tại, nó có vẻ đã chạm đáy và đang trên bờ vực của một đợt đột phá. Nếu nó đột phá thành công, chúng ta có thể thấy một đợt tăng giá gấp 2 lần trong 2-3 tháng. Sự đột phá tiềm năng này đang được các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ vì nó có thể đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong quỹ đạo giá của ARB. ARB đã giao dịch trong kênh giảm dần kể từ tháng 3 năm 2024, đặc trưng bởi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Giá liên tục đi theo ranh giới của kênh, cho thấy xu hướng giảm rõ ràng. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy ARB có thể đang cố gắng thoát khỏi mô hình này. Biểu đồ ARB USDT cho thấy giá hiện đang giao dịch gần dải Bollinger giữa, cho thấy sự ủng hộ sau xu hướng giảm gần đây. Đường Bollinger Band thu hẹp cho thấy sự biến động giảm, có thể báo hiệu sự đột phá sắp xảy ra khi giá tiến gần đến đường bên trên ở mức khoảng $0.62. Triển vọng này cũng được củng cố thêm khi đường MACD đã cho thấy sự giao nhau tăng giá. Khi đường MACD di chuyển phía trên đường tín hiệu, điều này cho thấy động lực tăng tiềm năng. Tuy nhiên, các thanh dương nhỏ trên biểu đồ cho thấy sức mạnh của động lực này vẫn còn yếu và cần được xác nhận thêm. Trong khi đó, chỉ số sức mạnh tương đối RSI dao động quanh mức 50, phản ánh sự do dự của thị trường. Một động thái trên 60 có thể chỉ ra sự dịch chuyển theo hướng tăng giá. Bất chấp các chỉ số kỹ thuật này, tâm lý chung của thị trường có vẻ thận trọng. Theo dữ liệu từ Into the Block, 94% người nắm giữ ARB hiện đang thua lỗ, chỉ có 4% còn lại ở mức giá hiện tại. Những người nắm giữ nhiều ARB kiểm soát 82% tổng nguồn cung, thống trị thị trường. Điều này có thể ảnh hưởng đến biến động giá. Token này cũng cho thấy mối tương quan mạnh mẽ với Bitcoin, với hệ số tương quan là 0.95, cho thấy giá của ARB có thể tiếp tục theo sát xu hướng của Bitcoin. Trong tuần qua, số lượng địa chỉ mới đã giảm 6.62%, trong khi số lượng địa chỉ đang hoạt động tăng 24.98%, cho thấy mức độ tương tác của người dùng ngày càng tăng. Tuy nhiên, số lượng địa chỉ không có số dư đã tăng vọt 55.73%. Điều này có thể cho thấy sự gia tăng các tài khoản không hoạt động hoặc bị bỏ rơi. Khi ARB giao dịch ở mức $0.5977, những người tham gia thị trường đã theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu đột phá khỏi kênh giảm dần. Thông tin tiếp theo, Solana, Worldcoin và Avalanche dẫn đầu đợt mở khóa token. Avalanche sẽ phát hành 9,54 triệu token AVAX, chiếm 1.33% tổng nguồn cung tối đa của mình. Sự kiện này đánh dấu đợt mở khóa token lớn cuối cùng, với phần thưởng được phân bổ cho nhóm, quỹ, đối tác chiến lược và người nhận airdrop. Là động thái mở khóa quan trọng cuối cùng, nhiều người đang đặt câu hỏi liệu dòng tiền AVAX này có làm tăng giá Avalanche hay ổn định giá hay không. Sau đó, Avalanche chuyển sang mở khóa token nền tảng nhỏ hơn, chỉ phát hành 1,6 triệu AVAX mỗi quý cho đến ngày 20 tháng 7 năm 2030. Lịch trình mở khóa giảm này là một động thái chiến lược được thiết kế để quản lý nguồn cung và giảm thiểu áp lực bán, có khả năng giữ giá AVAX ổn định, bất chấp sự gia tăng dần dần của lượng token lưu hành. Bản phát hành này sẽ tác động đáng kể đến giá, nên cần được theo dõi chặt chẽ. Theo lịch sử, việc mở khóa token tương tự đã dẫn đến những biến động giá đáng chú ý. AVAX đã cho thấy dấu hiệu tăng giá khi thị trường tiền điện tử nói chung có xu hướng tăng. Về mặt phân tích kỹ thuật, AVAX dường như đã tìm thấy đáy, với hành động giá cho thấy tiềm năng tăng giá. Trên biểu đồ 4 giờ, AVAX USDT giá đã lấy lại mức hỗ trợ giữa $22.84 và $21.06. Đóng cửa trên phạm vi này vào cuối tuần sẽ cho thấy tín hiệu tăng giá. Phân tích sóng Elliott Wave cũng cho thấy triển vọng tích cực cho AVAX. Ngoài ra, biểu đồ 3 ngày của Avalanche cho thấy mô hình liên giảm dần. Đây là tín hiệu tăng giá. AVAX đã phục hồi từ đường xuống thấp hơn và có sự tin tưởng rằng sự bứt phá khỏi nêm này sắp xảy ra. Nếu sự đột phá này xảy ra, AVAX có thể chứng kiến đợt tăng giá tương tự như mức tăng 200% vào tháng 11 và tháng 12 năm 2023. Việc phát hành có kiểm soát token AVAX có thể hỗ trợ thêm cho khả năng tăng giá tiềm năng này trong mùa altcoin sắp tới. Biểu đồ tuần cũng xác nhận xu hướng tăng của Avalanche. AVAX không chỉ vượt qua ngưỡng cơ sở mà còn hoàn thành việc kiểm tra lại ngưỡng kháng cự, hiện đã chuyển thành ngưỡng hỗ trợ. Sự đảo ngược hỗ trợ của AVAX khẳng định mạnh mẽ xu hướng tăng, phù hợp với tâm lý tích cực chung trên thị trường tiền điện tử nói chung và các điều kiện thuận lợi cho tài sản rủi ro. Với nến tuần đóng cửa theo chiều hướng tăng giá, dự kiến Avalanche sẽ tiếp tục đà tăng trong quý 4 năm 2024. Tương tác xã hội là một yếu tố quan trọng khác trong việc dự đoán biến động giá,
và Evelyn được nhắc đến nhiều trên Crypto, Twitter và các nền tảng khác. Sự chú ý ngày càng tăng này thường tương quan với việc tăng giá, cho thấy giá của AVAX có thể tiếp tục tăng cao hơn khi nó thu được nhiều sự chú ý và quan tâm hơn trong cộng đồng tiền điện tử. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.